Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip do một người trong nhóm thiện nguyện chuyến xe không đồng ghi lại hình ảnh một người phụ nữ mặc đồ bảo hộ xanh bế theo em bé sơ sinh 8 ngày tuổi từng bước tiến ra xe cấp cứu để đi cách ly, khiến nhiều người xót xa. Theo đó, gia đình của em bé sinh sống trong hẻm đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh có 5 người nghi mắc COVID-19. Lực lượng chức năng phường Phú Mỹ sau đó cũng đã đến căn nhà trên để đưa em bé sơ sinh cùng những người nhà khác đi thực hiện quy định phòng dịch. Ngay sau khi đoạn clip đăng tải đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng, hàng trăm lời động viên đã được gửi gắm đến em, chúc bé mau khỏe mạnh. Hiện ở thành phố Hồ Chí Minh có Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện Nhi đồng thành phố là hai đơn vị đang điều trị COVID-19 cho nhiều bệnh nhi nhất. Ngoài trừ những bé lớn có thể tự lập sẽ được cách ly một mình, thì các trường hợp nhỏ tuổi hơn đều sắp xếp người nhà theo cùng. Theo đại diện Bệnh viện Trưng Vương, em bé này đang được cách ly và điều trị cùng bố mẹ tại khoa sản của viện. Các bác sĩ đã lấy mẫu xét nghiệm, nhưng hiện vẫn chưa rõ kết quả xét nghiệm của bé.